Nguyên trò đâu xong. Đấy. Hết suất Phí Lý Nguyên. Quá ấy, Phí Lý Nguyên đá thế là đang xem video Phí Lý Nguyên cho phát đầu. Cho điện luôn đi. Tô. Tí mình chụp lại với anh Quang Hải. Anh chụp thôi chị ấy. Đây cầm cứ cầm máy này. Thì em chụp máy em xong em gửi anh. Tí chụp lại Văn Thanh nhé. Đây bỏ chụp đi. Chụp lại đi. Vừa luôn. Hello, Vlog và Đức Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Vừa rồi là những hình ảnh rất là thú vị về Philip Nguyễn cùng với người hâm mộ ở sân Lạch Tray ngay trong buổi tập của câu lạc bộ Công an Hà Nội vào tối ngày hôm qua để chuẩn bị cho cuộc đối đầu gặp câu lạc bộ Hải Phòng sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày hôm nay, ngày 4 tháng 12 năm 2023. FPT Play cùng với VTV5 sẽ trực tiếp trận đấu muộn nhất của vòng 4 V-League mùa giải 2023-2024 này. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là hai đội bóng họ sẽ mang đến những gì cho người hâm mộ. Còn bây giờ thì không để cho cả nhà phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh về phần tập luyện của cả hai câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Công an Hà Nội vào ngày hôm qua. Dĩ nhiên là theo như thông lệ thì là ngày hôm qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội họ được phép tập luyện tại sân Lạch Tray để làm quen với sân đấu một ngày trước khi diễn ra trận đấu chính thức. Còn ngày hôm qua thì các cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thì họ tập ở sân Cầu Rào. Bây giờ thì xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng theo dõi cả hai buổi tập của hai đội bóng này. Xin mời. Anh Nam. Hello anh. Hồ Ngọc Thắng, Văn Thanh, chú. Hải Phòng chiến biển, Hải Phòng chiến biển. Sinh có rất đông các người đến ở sự hỗ trợ của Nguyễn Quang Hải. Hồ Ngọc Thắng, Lê Phạm Thành Long. Lê Phạm Anh này mong sẽ quay trở lại đối đầu với đội bóng cũ, huấn luyện viên Công Kỳ Ung.
Quỳnh thật xinh. Họ gọi Phạm Văn luôn. Xem đi. Hey Philip. Đây là cựu cầu thủ Viettel Trương Văn Tiết. Anh chuyển ngành ấy nhỉ? Chụp đi, chụp đi anh. Hoàng Văn Toản. Đây là Lê Phạm Thành Long, Hoàng Văn Toản, Hà Văn Phương, Vũ Văn Thanh. Rio Van D. Lấy video này chốt gửi cho. Đây là Trương Văn Thiết, cầu thủ chuyển đến Công an Hà Nội từ đội bóng Quân đội Viettel. Quang Hải, Xuân Nam, trợ lý huấn luyện viên thủ môn Đinh Xuân Việt, Huỳnh Tấn Sinh, Đỗ Sĩ Huy. Những bài tập nhẹ với bóng như là chuyền ngắn rồi
Chiến Thiên Nguyễn cùng với Gia Hưng, Bùi Hoàng Việt Anh, Vô Văn Lê. Rất đông người hâm mộ đến và giữ cho xem theo dõi buổi tập của Công an Hà Nội. I show you. Okay. One by one. Come. Get ready. Wait, I go here. First, then one, two, three. Always two ball. Ah, okay. Okay, okay. Wait. Watch. Yes. Okay. Okay, go. Yes, come. Go. Go. Yes. Yes, come. Ah. Good. Đây là Gia, đây là Gia Hưng. Nó bay lên đá rồi rớt hai con. Wait for my whistle for scoop. Ready?
Hết suất Phí Ninh Nguyên. Quái Phí Ninh Nguyên đá thì đang xem video Phí Ninh Nguyên chụp phát đầu. Tắt điện luôn đi. Từ. Tí mình chụp lại với anh Quang Hải. Anh chụp hơi bị ấy. Đây cầm cứ cầm máy này. Thì em chụp máy em xong em gửi anh. Tí chụp lại Văn Thanh nhé. Đây bỏ chụp đi. Chụp lại đi. Vừa lên. Thank you.
Đàng, Arsenal, Tuấn Anh, Hoài Dương, Trọng Đại, Vũ Đăng Anh của Luka. Đây là Văn Minh, cầu thủ mới trở lại sau chấn thương. Benjamin Van Mờ. Đang xếp hàng ông trôi ra ngoài. Cười chứ không hiểu được. Mất tim nó. Anh béo mai đối mặt nợ về đội bóng cũ đúng không? Anh béo A Sơn này là Duty Food. Sữa chữa ướp lớp Manto, ứng cái bụng, free dọc lâu.